Thế là em ở trong vùng điện đơn giản và dễ nhớ hơn. Đây chính là đệ tử của Phật đi theo Phật để giáo hóa các phần đệ của chúng sinh. Em nhé, đây là đệ tử của Phật. 72 vị La Hán đại diện cho 502 vị La Hán bên kia. Tất cả các vị La Hán các em nhìn thấy được làm đây bằng đá hết. Đá này là đá xanh của Thanh Hóa chỉnh ra và do các nghệ nhân tự nhiên dân hoa lên chỉnh lên đường đá. Cái này được làm lâu chưa chị Huyền nhỉ? Em ơi, riêng La Hán này được làm từ năm 2010. Ờ. Mình đang bên này, bên kia cũng sẽ có một vị La Hán bên này em nhé. Tức là đây là những vị đệ tử đầu tiên của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay cùng ngài tìm ra được chân lý cứu vớt chúng sinh. Từ lúc mà ngài lên cõi Niết Bàn là ngài tu tập 500 đại đệ tử như thế. Và hiện nay tất cả các đại đệ tử của Phật cũng như mọi chương trình tất cả của Trung Quốc. Trò cây nhãn nhỉ. Ở ngoài này đang mùa nhãn đi đâu cây cũng đã bông. Hồi nãy là mùa nhãn nhỉ. Đây mình giờ không có người mà mình đứng ở nguyên một lối này dựa nhờ chị chụp giùm. Đây. Em ở Nam Định. Dạ. Nam Định. Dạ. Không có cái quê nào Nam Định hết á anh. Nam Định. Anh muốn điện gì đó.